Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món bánh với khoai mì và chuối. Thì mình chuẩn bị một nải chuối nè. Nước chuối xiêm thì nó chín. Cái chuối mà nó chín hơi mùi thì mình làm cái này nó ngon hơn. Tại vì nó ngọt đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lọc chuối ha. Chuối này thì chín rồi nè. Lọc rồi mình cho nó vô trong cái tô. Thì mình muốn ăn nhiều thì mình cho nhiều, còn ăn ít thì mình lột ít. Thì hôm nay mình làm khoảng chừng nửa nải này thôi. Phần chuối đã lột xong thì chuối của mình nó mùi nên không cần phải rửa. Nếu các bạn dùng chuối không được mùi thì phải rửa sơ qua nước muối cho nó loại bỏ cái chất chát. Rồi mình dùng đường. Đường thì mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh đường để mình ướp cái phần chuối này. Để cho chuối có màu đẹp thì mình dùng thêm một muỗng canh rượu trắng. Rượu trắng hoặc là rượu nấu ăn. Ướp vô đây để cho chuối của mình nó lên được cái màu đỏ đẹp. Thì trộn đều cho đường và rượu nó ngấm vô chuối. Các bạn trộn sơ sơ, nhẹ nhẹ để cho chuối của mình nó chảy xước thì không đẹp. Rồi mình trộn xong rồi mình sẽ bọc nó lại. Bọc lại rồi các bạn sẽ để chuối đây mình ướp. Thì mình ướp cái chuối này á các bạn, nếu như có thời gian thì mình ướp buổi tối vậy nè. Mình làm buổi tối rồi cái mình để vô tủ lạnh mình ướp qua một đêm. Còn nếu không có thời gian thì mình ướp ít nhất cũng khoảng chừng 4 tiếng cho chuối nó ngấm đường. Sau khi chuối đã được thì mình chuẩn bị 1,5 kg khoai mì. Khoai mì này thì mình mua được cái loại khoai mì cà. Thì nó sẽ có cái màu hơi vàng vàng. Tuy nhiên thì cái khoai mì bột với màu trắng thì nó sẽ ngon hơn. Tại vì nó có nhiều tinh bột hơn. Rồi mình sẽ lột cái vỏ ra. Các bạn lột sạch vỏ này. Thì cái khoai mì cà này nó sẽ có cái độ dẻo nhiều và có màu hơi vàng vàng khi mà mình nấu lên. Lột sạch cái vỏ. Rồi mình cho vô nước mình rửa. Rửa cho sạch. Nếu các bạn kỹ hơn thì cho rửa nước muối lỏng. Còn nếu không thì mình cứ rửa nước bình thường khoảng chừng 2-3 nước cho nó sạch là được. Rửa xong hết để cho nó gáo. Thì khoai mì nó sẽ có một cái lõi chính giữa nè. Đây là cái cọng sơ. Các bạn lấy cái cọng sơ này bỏ ra. Có hai cách để làm khoai mì. Thì đây là cái cách mài. Mình sẽ dùng cái đồ mài này nè. Mình mài từ từ. Thì cái cách mài này nó hơi lâu, nhưng mà khoai mì mình vắt nước nó sẽ ít hơn. Còn nếu nhanh hơn thì các bạn sẽ chẻ nó ra. Mình lấy cái phần lõi chính giữa, cái cọng chỉ sơ bỏ. Rồi bây giờ các bạn lấy ra xong rồi mình cắt nhỏ nhỏ. Thì mình lấy cái phần ra rồi các bạn cắt xong rồi mình cho vô mình xay sinh tố nó sẽ nhanh hơn á. Cái khoai mì cà này thì nó giòn lắm. Nó giòn gụm mà, nhưng mà cái củ nó không được lớn, vừa vừa và nó có cái độ dẻo, nhưng mà tinh bột thì không bằng cái loại khoai mì trắng. Rồi mình cắt nhỏ nhỏ vậy nè. Mình cắt làm sao mà dễ để mà mình xay á. Cắt xong hết rồi. Một thao khoai mì. Thì mình chuẩn bị cái cối sinh tố này, các bạn chia nhỏ ra mình xay khoảng chừng 2-3 lần á. Rồi cho nước vô cho dễ xay, nước ít thì càng tốt. Xay cho khoai mì của mình nó nhuyễn. Thì cái khoai mì này cũng nhanh lắm các bạn, mình xay sơ qua là nó cũng nhuyễn liền à. Xay xong rồi mình dùng cái túi vậy nè. Cái túi lọc á, các bạn cho nó vô để mình lọc, mình bỏ cái phần nước. Bóp cho cái phần nước phai mì nó ra. Thì xay á, thì nó có nước vậy nè. Mình phải vắt cho nó khô. Rồi xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình đổ nó qua bên cái thau khác nè. Được cái phần khoai mì. Thì khoai mì xong hết thì các bạn bóp làm sao mà cho nó khô hết cái phần nước. Mình cầm cái cọng khoai mì nó sẽ có cái độ hơi khô khô, à hơi ẩm ẩm. Rồi cái phần nước này mình để cho nó lắng trong khoảng 30 phút để mình lấy cái tinh bột. Chuối thì mình ướp. Mình ướp rất là lâu á các bạn, ướp khoảng 7-8 tiếng luôn á.
cho nó ra hết cái nước đường nè. Rồi mình lấy cái nước đường trong chuối mình chắc vô khoai mì, thì cái nước đường này nó thơm và nó ngọt nữa. Nước đường bỏ vô đây xong rồi mình sẽ trộn sơ cho nó ngấm nước đường. Để cho khoai mì nó dẻo ngon hơn thì mình chuẩn bị 100g bột năng hay là bột mì tinh á, khoảng nửa chén. 100ml nước cốt dừa cho cái bánh của mình nó béo ngon. Và đây là đường cát. Rồi khoai mì á, thì mình sẽ cho vào đây hết 100g bột. Thì đó với khoai mì kè nha các bạn. Còn nếu các bạn dùng khoai mì bột thì mình chỉ cần cho khoảng 50 thôi. Và nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì 100ml các bạn sẽ cho vô từ từ ha. Tại vì tùy theo cái khoai mì á. Rồi mình cho đường vô. Đường thì thích ăn ngọt nhiều thì cho nhiều, thì khoảng 100g là vừa. Chút xíu muối. Rồi mình bóp đều. Mình bóp sơ qua thì một chút mình còn cho cái tinh bột của cái nước khoai mì nó lắng xuống nữa. Thì nên cái nước cốt dừa mình cho vô từ từ, các bạn đừng có cho nhiều quá thì nó bị nhão. Rồi mình trộn đều nè, khoai mì lúc này nó sẽ có cái độ hơi mềm tay và hơi ướt ướt. Rồi mình để ở đây, mình đi lấy cái phần tinh bột. Tinh bột, nếu mà mình có thời gian mình lắng càng nhiều thì tinh bột càng nhiều. Gót cái phần nước trong ở trên bỏ ra. Rồi đây là cái phần bột nè. Bột như nó mịn màng. Và cái bột của khoai mì kè thì nó sẽ có màu hơi vàng vàng nhạt nhạt. Cái khoai mì bột thì nó sẽ có bột nhiều hơn và nó trắng. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều nè. Có cái phần bột vô nữa thì các bạn canh coi nó vừa chưa. Mình chuẩn bị lá chuối. Lá chuối này á, thì mình xé ra mình lau cho sạch khoảng chừng một bàn tay. Cho nó vừa vừa vậy đó. Rồi bây giờ bắt đầu gói bánh. Mình cho cái khoai mì vô và các bạn nhớ cái khoai mì mình trộn nước cốt dừa đường thì xong hết thì nó sẽ có cái dạng hơi ướt ướt vậy nè, thì cái bánh của mình ra nó mới mềm ngon. Và đừng có khô quá thì mình cho chuối vô nè. Bọc nó lại, khoai mì của mình nó sẽ có cái độ như nè các bạn, mềm mềm á. Bọc lại rồi mình túm hai cái phần đầu vô. Lăn lăn nó cho nó nhìn cho nó tròn đẹp. Và mình lấy cái muỗng á, mình túm hai cái phần đầu. Nếu có dư thì bỏ bớt, còn không thì thôi, mình túm nó lại cho nó gọn gọn, một cái bánh hình tròn tròn. Rồi quấn lại. Rồi dùng cái miếng lá ở dưới các bạn để lên, để hình xuôi ha. Rồi mình ốp cái lá lại, hai cái đầu lại để cho nó kín. Rồi, chỉ vậy thôi là mình xong cái bánh khoai mì rồi nè, bánh khoai mì bọc chuối. Rồi, mình làm xong hết rồi nè các bạn. Thì mình chuẩn bị cho vô nồi hấp để hấp luôn. Rồi, bắt lên bếp, mình sẽ đi hấp cái phần bánh khoai mì này. Hấp khoai mì thì các bạn sẽ để lửa vừa vừa thôi, không cần lửa lớn. Mình sẽ hấp trước là 30 phút cho khoai mì nó chín. Sau 30 phút mình sẽ dở ra cho các bạn xem. Đây khoai mì nè. Bây giờ thì khoai mì đã chín rồi. Nếu các bạn muốn ăn bây giờ thì lấy ra ăn. Còn không thì mình sẽ đậy nắp lại. Mình sẽ hấp tiếp. Mình sẽ hấp tiếp khoảng chừng 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi nữa. Sau khi mình hấp đủ thời gian 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì mình dở ra. Đây khoai mì á, lúc này nó sẽ đỏ màu. Rồi mình sẽ lấy ra. Các bạn nhớ ha, khi mà mình hấp đủ thời gian rồi á, mình đậy nắp lại, mình để khoảng chừng tiếng nữa cho khoai mì nó hầm hơi á, thì cái chuối của mình nó sẽ lên màu đẹp. Thì khoai mì mình lấy ra bây giờ cái bánh nó cũng nguội rồi các bạn. Nãy giờ mình để trên bếp hơn tiếng luôn á. Tắt bếp xong rồi cái mình để hầm hầm á cho nó nguội. Nó nguội thì cái chuối nó mới lên màu đẹp.
Wow, cái chuối của mình nè, ửng đỏ đẹp quá trời nè. Rồi nhìn ngon nè, cái khoai mì á thì màu vàng vàng, cái chuối thì ửng hồng. Nhìn rất là ngon. Rồi bây giờ sẽ lấy ra cái dĩa nha các bạn. Cái chuối này á các bạn càng mùi thì chuối sẽ càng đỏ đẹp nè, và mình hầm trên lửa nhiều quá nó cũng lên màu đẹp nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái phần bánh ra. Cắt ra xem ở bên trong trái chuối nha. Đây, cái bánh khoai mì của mình nè, trái chuối thì ửng hồng đỏ đỏ, khoai mì bên ngoài thì nó có màu vàng vàng, chuối nó có màu đẹp rồi nè các bạn. Nếu mà mình hầm lâu nữa thì lên màu đẹp nữa. Bánh chuối ăn vô rất là ngon luôn. Khoai mì thì dẻo dẻo, chuối thì ngọt thơm, và nó ra cái chất nhựa luôn. Rất là ngon, độ ngọt, độ dẻo rất là vừa. Cái phần bột mình làm ướt ướt á, nên cái bánh của mình dẻo ngon, không có bị cứng. Rồi chúc các bạn có cái món bánh khoai mì chuối ăn thật là ngon miệng nha. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, giúp mình được 100.000 lượt đăng ký nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và nếu có thắc mắc gì thì vui lòng để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin cảm ơn các bạn.